Sau tiếng trống khai lễ, chương trình được mở màn bằng lễ rước đuốc của 22 trường đại học trong cả nước. Với ngọn lửa được thắp sáng ở khán đài, đã tạo nên cho đêm khai mạc Festival Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc lần thứ 10 năm 2016 tại thành phố Hoa Mộng Mơ thêm phần trang trọng. Và tạo được dấu ấn đẹp cho mùa Festival Sinh viên Kiến trúc lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Lạt này. Liên hoan Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc được tổ chức 2 năm một lần là sự kiện lớn nằm trong chương trình hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Năm nay, festival diễn ra tại thành phố Đà Lạt từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 năm 2016 với chủ đề Đà Lạt Kiến trúc rừng hoa do Trường Đại học Dệt Sen Đà Lạt đăng cai tổ chức. Đây là hoạt động nghề nghiệp rất có ý nghĩa trong sự nghiệp đào tạo kiến trúc sư, thu hút sự tham gia của hơn 600 sinh viên và hơn 100 giảng viên đến từ 22 trường đại học trên cả nước với nhiều nội dung thi sáng tác ảnh về kiến trúc thiên nhiên con người Đà Lạt, ký họa Đà Lạt kiến trúc xưa, cảm xúc về kiến trúc văn hóa con người Tây Nguyên Đà Lạt. Và điểm nhấn của festival lần này đó là hai cuộc thi ý tưởng mang đậm chất cao nguyên Đại Ngàn, thiết kế trung tâm sinh hoạt các dân tộc và quy hoạch làng hoa Đà Lạt, vân vân. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bày tỏ niềm vui khi Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã chọn ngôi trường mang tên bác học Alexander Dệt Sen, người đã tìm ra địa điểm xây dựng thành phố Đà Lạt để tổ chức Festival Kiến trúc Toàn quốc lần thứ 10 năm 2016. Qua đó, đã tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học trong cả nước được học hỏi, giao lưu, gắn chặt thêm tình đoàn kết. Và hơn nữa, đây chính là dịp để những kiến trúc sư trẻ được tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa, kiến trúc con người và thiên nhiên Đà Lạt, để thêm yêu và thêm tự hào về thành phố nghỉ dưỡng tươi đẹp và đầy cuốn hút này. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Giỗ tổ Hùng Vương từ rất lâu đã trở thành ngày trọng đại của cả dân tộc, đã in đậm trong cõi tâm linh của mỗi người dân đất Việt. Dù ở phương trời nào, người Việt Nam đều nhớ ngày giỗ tổ, đều hướng về vùng đất cội nguồn, xã Hy Cương, Lâm Thao, Phú Thọ.